Chỉ vì một con mực, Quỳnh Trần GP đã nhận bão chỉ trích của khán giả tại quê nhà vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Nhiều người cho rằng nữ YouTuber đã không còn như trước, tính cách cũng hết gần gũi và thân thiện như xưa. Có lẽ cái tên Quỳnh Trần GP không còn quá xa lạ đối với những ai yêu thích các video ẩm thực trên YouTube. Mới đây, một đoạn clip của Quỳnh Trần bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng khi cô nàng thể hiện thái độ xính ngoại và dìm hàng Việt Nam. Cụ thể, sau khi đi chợ Nhật mua về con mực 3kg để thực hiện clip mukbang, trong lúc sơ chế cô vô tình phát hiện ra bên trong con mực có tới 2 con cá to. Sau khi thắc mắc trên mạng xã hội, một netizen đã lên tiếng giải thích cho nữ YouTuber rằng đây là một mẹo của thương nhân dùng để tăng trọng lượng mực. Tuy nhiên, đáp lại bình luận của cư dân mạng, nữ YouTuber lại thể hiện thái độ được cho là trịch thượng, ở Nhật chứ không phải ở Việt Nam mà bỏ vào rồi cân cho nặng ký. Bởi theo Quỳnh Trần GP thì chỉ có mỗi Việt Nam mới có tình trạng buôn bán cố tình nhét cá vào bụng mực để tăng cân như thế này. Ngay sau đó, phát ngôn của Quỳnh Trần GP nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Dưới phần bình luận, đa số đều phản bác quan điểm của Quỳnh Trần và khẳng định ở đâu cũng sẽ gặp những người bán hải sản khôn lỏi như vậy. Có người còn mỉa mai Quỳnh Trần rằng ăn hải sản, rồi lại chê bai mùi cá ao. Thêm vào đó, không ít Việt Kiều đang sinh sống ở nhiều nước khác nhau như Úc, Canada, cho biết mình cũng từng gặp trường hợp như thế. Đứng trước cơn bão chỉ trích, Quỳnh Trần GP đã nhanh chóng đăng tải clip đáp trả. Cô cho biết bản thân không có ý dìm hàng nơi nào cả, đặc biệt là quê nhà. Nữ YouTuber giải thích ở Nhật mực thường được bán theo size chứ không phải theo cân giống như ở nước mình. Vậy nên dù bên trong con mực có bất cứ thứ gì đi nữa thì giá cũng đã được niêm yết theo kích thước. Khi nhận mực cô chỉ ước lượng cân để mọi người hình dung, có lẽ đó là lý do khiến khán giả hiểu nhầm ý của cô. Thêm vào đó, cô còn giải thích rằng trong lúc kéo lưới câu lên mực và các loại hải sản sẽ lập tức giãy giụa. Con mực theo phản xạ sẽ phình bụng để phòng thân, từ đó một số loại cá sẽ có thể dễ dàng chui vào bụng mực. Tuy nhiên, sóng gió vẫn tiếp tục ập tới khi Quỳnh Trần GP thể hiện thái độ phản bác quá gay gắt. Thậm chí, cô còn có những lời nói không hay với khán giả khi cho rằng các bà là nước cống nước mương ở ngoài kia thôi mà cứ nghĩ mình tương đương với đại dương. Đứng trước những lời giải thích này, cộng đồng mạng tiếp tục phản ứng rất dữ dội. Trước đó, Quỳnh Trần GP cũng gây tranh cãi khi đăng tải clip mukbang thịt gấu. Hành động này của cô nhanh chóng nhận làn sóng chỉ trích vì thiếu tính nhân văn. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích với khán giả, nữ YouTuber đã chọn cách xử lý đó là khóa bình luận và vẫn để clip tiếp tục tồn tại trên kênh YouTube của mình. Khi được phóng viên liên hệ, phía Quỳnh Trần GP thẳng thắn cho biết, bên mình cảm thấy cũng bình thường thôi, siêu thị bên Nhật bán thì cứ mua ăn chứ thực sự ban đầu không nghĩ gì nhiều. Giờ cư dân mạng ý kiến thì chị Quỳnh cũng sẽ lắng nghe và sửa đổi trong những video lần sau. Nói thêm về đoạn clip ăn bàn chân gấu, người đại diện của Quỳnh Trần cũng cho biết, công việc chính của chị Quỳnh là YouTuber ăn uống. Bản thân chị cũng rất muốn đầu tư cho nội dung trên kênh được độc lạ hơn, đồng thời giới thiệu những món ăn mới mẻ đến với khán giả chứ không nghĩ gì sâu xa. Ai theo dõi kênh của Quỳnh Trần GP cũng thấy có rất nhiều món ăn độc đáo kia mà. Giờ gặp sự việc thế này thì chỉ biết rút kinh nghiệm hơn thôi. Được biết, Quỳnh Trần GP là một YouTuber người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản. Cô nổi như cồn nhờ những clip mukbang đồ ăn cùng con trai là bé Sa. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của cô sở hữu 4,24 triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội của Quỳnh Trần GP đều có lượt view cao cùng lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, theo như dự kiến thì có thể sau scandal xính ngoại lần này, Quỳnh Trần GP có thể sẽ lâm vào tình cảnh tụt view và mất đi số lượng người theo dõi đáng kể.